Rồi chào bác nha, hôm nay giao con Kubota L458D nha các bác. Máy quầy Tiền Giang nha. Máy đã bảo dưỡng xong cho bác chủ hết nha các bác. Máy gì còn rất là đẹp luôn nha các bác. Xe này là còn khá là lướt luôn nha. Này nhìn nhìn gấp nó. Chiếc này là chưa quay lên là bác chủ đã chốt luôn rồi nha các bác. Này bác chủ ở Tiền Giang nha. Này. Chạy xuống đó cái ông chẹt ngang cái lụm bắn ngang bển luôn không bẹ đâu chứ. Vỏ đầu được hai mới nha các bác. Máy còn rất là đẹp luôn. Dừng gấp nè. Nó đương đi vô mấy cái chạy về tới 2 tiếng nó mới về được. Này, hai bác chủ. Cái này là đầu tuần luôn nha các bác. Đầu tuần luôn, cho em nó về Tiền Giang nha. Này ra sơ đồ nha các bác. Nó có số điện đó, trước khi đi cái điện anh. Máy gì còn rất đẹp luôn. Điện hộ quẹo xuống chút là nó biết rồi. Đèn sao nha, đèn nha anh ơi. Thì không biết là nó biết chỗ thì nó ra ba cơ đi xuống vô cũng được. Nó biết thằng chơi thằng nó thì thằng Thịnh á. Này dừng gấp nha. Máy này còn rất là lướt luôn nha các bác. Xe lướt nha. 458D thì máy của ta đầy mới nha các bác. 45 mã lực nha. Hai cậu chơi lực lái. 45 mã lực. Đầu đèn của nó nha các bác. Này địa chỉ cửa hàng nha các bác. À, ấp Long Thành A, xã Hàm Hậu, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Anh máy máy bây giờ anh mua trong cửa hàng ra anh cũng phải đổi đồ thôi chứ không đổi nó cũng chạy không được đâu. Còn nếu máy thùng thì về mấy chỗ băng lại. Băng lại chạy cũng có nghẹn. Cũng chịu không nổi anh ơi, tại cái bánh lọc. Đầu tuần luôn nha các bác. Đầu tuần cho em nó về Tiền Giang. 458D. Em đâu có đi. Giờ máy Kubota đầy mới nha. Máy còn rất đẹp luôn các bác ơi. Bác chủ xuống gặp con máy là chốt liền luôn. Này. Đâu có đi làm gì. Hai bác chủ nha. Chạy đó, chạy thoải mái chạy đi. Máy nổ quá đã luôn các bác ơi. Con này chưa lên sóng luôn nha. Là bất tử xuống là gặp là chớp liền luôn. Chưa có quay lên luôn. Tay lái trợ lực nha, bẻ rất là nhẹ luôn nha các bác. Rồi lên xe nha các bác. Rồi, máy về Tiền Giang nha. Xe xuống hơi chở nha các bác. Bác chủ về trước nha các bác, máy về sau. Máy của Kubota 458D nha các bác, và máy của Kubota đời mới nha. Chở sau nè, cái gió còn luôn các bác ơi. Các bác nào có cần dòng Kubota L458D thì hãy lại xuống dưới nha. Cửa hàng còn rất nhiều nha các bác. Cửa hàng từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha các bác. Các bác nào cần gì hãy liên hệ xuống dưới. Dòng máy Kubota 458D, dòng máy Kubota đời mới nha các bác. Hai cậu chịu lực lái nha. 45 mã lực. Máy về Tiền Giang nha. Rồi lên xe. Chúc các chú lắm phát tài nha. Máy cài Kubota L458D nha các bác. Máy về Tiền Giang nha. Đầu tuần luôn nha các bác. Cho em nói về Tiền Giang. Máy này còn rất đẹp luôn các bác ơi. Bác chủ xuống gặp cái máy là chốt liền luôn. Bác chủ cũng có đi dọ nhiều nơi nha các bác. Và cuối cùng cũng ghé lại ủng hộ tụi em nha. Về máy Kubota 458D. Về máy Kubota đời mới nha.